Trở lại với câu chuyện đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, đó là taxi Uber. Sau khi có hàng loạt ý kiến trái chiều về loại hình vận tải mới mẻ này thì Bộ Giao thông Vận tải vừa có quan điểm chính thức. Mặc dù thừa nhận những ưu điểm của taxi Uber, nhưng Bộ này cho rằng taxi Uber đang hoạt động trái luật do tại nước ta chưa có quy định cụ thể về loại hình vận tải này. Bộ Giao thông Vận tải thừa nhận ưu điểm của taxi Uber là giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ nhanh hơn. Uber như hình thức sơ khai của sàn giao dịch vận tải, khi các thông tin về chuyến đi, loại hình vận tải được đưa lên mạng để người cung cấp dịch vụ và khách hàng gặp nhau. Tuy nhiên, Bộ khẳng định muốn vậy phải có khung pháp lý vững chắc để tránh quyền lợi người tiêu dùng bị xâm hại. Bộ Giao thông Vận tải khuyến cáo người dân cần cân nhắc khi sử dụng loại hình vận tải này. Do người điều hành và cả lái xe không được quản lý theo quy định nên tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông cũng như tài sản của người dùng dịch vụ. Bộ cũng đã có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị phối hợp kiểm tra tính hợp pháp của phần mềm Uber tại Việt Nam. Cụ thể, sẽ kiểm soát việc đăng thông tin trên mạng như buộc doanh nghiệp phải đăng ký hoặc khai báo hoạt động, từ đó kiểm tra năng lực rồi mới quyết định có cho tiếp tục lưu hành kinh doanh hay không để xây dựng hành lang pháp lý, ban hành quy định.